nhằm hỗ trợ lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19. Những ngày qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu tiếp tục có những việc làm ý nghĩa để chung sức cùng các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân phòng chống dịch bệnh. Đợt dịch lần thứ tư bùng phát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu có 5 điểm phong tỏa cứng, 6 điểm phong tỏa mềm. Số bệnh nhân F0 cho đến thời điểm này đã vượt con số 50. Chia sẻ với những khó khăn với lực lượng tuyến đầu chống dịch, hàng ngày có gần chục chị em chi hội phụ nữ Quang Thành 3A1 đảm nhận nấu 45 suất cơm phục vụ cho anh chị em tại các điểm chốt chặn. Ngày ba bữa, chị em luôn đảm bảo cơm nóng, canh ngon. Vận động một số chị em trong khu dân cư hỗ trợ là nấu những thức ăn mang đến cho các chốt trực với lại cán bộ trên địa phương để có cái đảm bảo sức khỏe, tinh thần để phòng chống dịch, đẩy lùi dịch bệnh nhanh chóng hơn. Từ khi khu dân cư Quang Thành 4B2 lập điểm phong tỏa, hàng ngày chị Ngô Thị Gấm, hội viên chi hội phụ nữ Quang Thành 4B2 đảm nhận việc đi chợ giúp cho các hộ dân trong khu cách ly. Công việc không nặng nhọc lắm nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, chịu khó. Dạ, nó mệt thì mệt nhưng mà giờ mình giúp được thì mình giúp anh ạ. Thế giờ họ nằm trong khu phong tỏa, họ không thể đi đâu được hết. Cho nên là mình ở ngoài đây mình có họ nhờ gì mình giúp thì họ được giúp. Bên cạnh đó, các chị còn kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ các gia đình khó khăn lương thực, thực phẩm. Việc làm nhỏ của cán bộ hội viên phụ nữ phường Hòa Khánh Bắc là sự sẻ chia, lan tỏa tinh thần đoàn kết cùng vượt qua đại dịch COVID-19. Về cái hỗ trợ cho tuyến đầu thì được ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường đánh giá rất là cao về cái công sức của chị em, về cái đặc biệt là tinh thần trách nhiệm và đoàn kết của chị em trong công tác phòng chống dịch. Không những các chị có một nhiệm vụ là nấu ăn không đâu, đi chợ là không đâu, mà bản thân các chị cũng là cầu nối giữa chi hội phụ nữ với mạnh thường quân để kêu gọi tài trợ, để xin những xuất quà cho nhân dân ở vùng bị phong tỏa. Hội còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ và người dân không chia sẻ các thông tin, tin đồn thất thiệt về dịch bệnh, thực hiện tốt biện pháp 5K, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau, sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.